Nó sẽ cho em chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay. Thì trong giờ lý thuyết và trong buổi học bài tập ngày hôm trước thì chúng ta đã có một cái bảng tóm tắt nó giúp chúng ta học lý thuyết được tốt. Đó là ví dụ người ta hỏi nêu định nghĩa nửa nhóm chẳng hạn, từ đó chúng ta có thể định nghĩa rất là dễ là nhóm, vị nhóm hay là nhóm, thì nó có nhiều cách khác nhau để định nghĩa. Và sau khi được thuộc được cái định nghĩa này rồi thì chúng ta dễ dàng làm được bài tập. Thì trong buổi trước chúng ta đã làm được một số bài. Chúng ta cần phải phân biệt các bài toán. Một bài thì nó như thế này, bạn nó hỏi là kiểm tra xem trong trường hợp nào sau đây là nhóm nhóm giao hóa. Có nghĩa là chúng ta phải kiểm tra đầu tiên là nó phải nó nói cái này, có nghĩa là đầu tiên chúng ta kiểm tra nó là khác rỗng là một, có khác rỗng hay không. Nếu nó bằng rỗng dừng luôn, xong. Nếu nó khác rỗng thì chúng ta tiếp tục đi kiểm tra cái phép toán đấy nó có tính chất kết hợp hay không, có tính chất kết hợp thì đi tiếp, không có tính chất kết hợp thì dừng lại. Nó còn là bị nhóm đầu mà nó còn là nhóm đầu gọi là một nhóm, xong lại tiếp tục. Nếu như nó có cái chiếc kết hợp sổ nhưng mà nó tiếp tục đi xem nó có phần tử trùng lập hay không. Phần tử trùng lập xong rồi, nếu có phần tử trùng lập thì nó bắt đầu mới đi tiếp tục xem là mọi phần tử có phần tử đối xứng hay không. Những cái đối phép toán cộng thì ta gọi là phần tử đối, còn đối với phép toán nhân thì ta gọi là phần tử bình đẳng, còn gọi chung là phần tử đối xứng. Đúng chưa? Nếu như mình không nhớ tên gọi chính xác đó thì mới gọi là phần tử đối xứng. Thế sau khi có đéo rồi, họ bán tất cả điều kiện trên rồi mới suy ra được nó là một nhóm. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng điều kiện cho nó giao hóa. Giao hóa thì như vậy là nó phải là một nhóm và cái phép toán đó nó có tính chất giao hóa. Đây là cái câu hỏi thì chúng ta phải giải như vậy. Thế nhưng đối với câu hỏi như thế này, chứng minh rằng các tập sau đây là các nhóm giao hóa với phép toán nhân, phép toán gì đó cho trước ở trong bài, thì chúng ta phải chứng minh đây nó thuộc loại toán chứng minh. Và bài vừa đây các bạn, bài toán chứng minh là cái bài toán biết chắc chắn đa số của nó sẽ là như thế, vì thế chúng ta rất dễ rơi vào cái loại là rơi vào ngụy biện. Thế là cái kết luận của nó bao giờ nó đúng rồi, cho nên là mình cứ suy, mặc dù mình diễn đạt sai thì các bạn như thế sao mà bảo thầy hơn theo chứng minh đúng như này rồi, cái kết quả của em như thế này rồi, tại sao không được? Cái điều của chứng minh bao giờ cái kết luận của nó cũng đúng, nhưng mà các bạn sẽ đặt trước của chúng ta mới là quan trọng đấy. Không phải tự nhiên chúng ta học môn logic ở đây mình đến trước, đó là để rèn luyện kỹ năng trình bày. Như vậy bài toán nói rằng là chứng minh rằng cái tập sau đây là các nhóm giao hóa, như vậy là chúng ta phải đi điều khác rỗng là một, cái toán đấy có thẩm đã có tính chất kết hợp rồi, có cả tính chất giao hóa rồi, có tự trung lập, mọi đều có phần tử đối xứng đủ gây nó mới dẫn. Còn nếu như mà đề bài chỉ nói rằng là chứng minh rằng các vị nhóm sau đây là ra nhóm giao hóa, thì như vậy là mấy cái đằng trước chúng ta không phải làm được, không hiểu ý thì nó nói. Còn nếu như nó nói là tập sau đây thì có nghĩa là tập đi đâu. Nếu đề bài bảo là vị nhóm chứng minh các vị nhóm sau đây là các nhóm giao hóa, thì chúng ta bắt đầu làm từ cái việc từ vị nhóm sau vị nhóm trở đi. Đúng chưa? Cho nên phải để ý, người ra đề mà không mà có tâm thì chúng ta sẽ ngắn lại một đoạn. Còn nếu người ta mục đích như thế này, chúng ta phải làm từ đầu. Và đầu tiên là chứng minh nó khác rồi. Các cộng, các toán đấy. Thì là câu hỏi này là vì thế nào để nói được cho dễ nhỉ? Bây giờ em đủ điều kiện lấy vợ rồi, có thể cho cưới vợ luôn. Nhưng ngày xưa bắt em cưới vợ em chưa đến tuổi, thì nếu như mà thì cứ nghĩa là phải đợi em đủ tuổi đấy bắt đầu mới được cưới vợ. Thế còn ở đây thì nó giống như thế, bây giờ nó nói tập sau đây có nghĩa là phải đi từ đầu, còn nó nói rằng là người ta thay rằng cái câu tập sau đây mà còn là các bị nhóm sau, thì chúng ta không phải chứng minh đoạn đầu nữa.
Còn đi vẫn không hiểu, sợ chứ. Không cái gì nói tốt hơn bằng cái điểm. À, như vậy là chúng ta sẽ đi phân tích cái chỗ này, chúng ta giải đối với bài toán này chúng ta phải đi đâu đầu tiên về tác sống này, mình để phân tích cái gì à, thế khi làm bài của mình phải nó có nhiều cách diễn đạt, nhưng một trong những cái diễn đạt đó là nêu cái kiểu cái ý mình đi làm gì ở trước, thì trong quá trình làm mình xử lý mình làm nhầm thì người ta cũng biết là à cái người này đã biết, nhưng mà do xử lý là làm nhầm thì có được điểm. Ví dụ đầu tiên là ta chứng minh cái khác sống, ta chứng minh cho toán nhân thông thường có thể sẽ kết hợp và còn sẽ thích ở sau, hoặc là chúng ta biết từ trước sau chúng ta kết luận nó không chừng nó có hai cái diễn đạt có thể ý nói. Cho nên là kiến thức là thầy dạy, còn sau đó là mình văn vẻ mình trình bày vào đấy, trình bày thế nào để cho cái việc mà chúng ta giành được điểm tốt nhất, chứ không phải là trình bày một cách vắn tắt. Vừa nãy thầy xem qua cái bài kiểm tra số 1 mà nó giải thích với vào thầy chống thì coi như dưới trung bình của loại, trình bày các lúc lúc chả có dẫn dắt cái gì cứ ghi đáp số, bài tự luận mà cứ như là bài trắc nghiệm. Đây là cái hậu quả của một nền giáo dục hậu quả vì là toàn làm trắc nghiệm nó quen. Hai cái này không cái nào nói được tốt hơn cái nào, nhưng phải phối hợp xem kẽ, phải dạy tự luận cho chặt chẽ rồi bắt đầu làm trắc nghiệm. Có nhiều bài thí sinh chả hiểu gì cả, nhưng mà dạy trắc nghiệm nó làm ngoài bằng bản chất như nào nó không hiểu, nhưng mà giải trắc nghiệm vẫn giải được. Như vậy căn cứ vào chúng ta phân tích ở trên ấy, thì là chúng ta cần phải làm là nó khác rỗng. Khác rỗng thì chúng ta sẽ lấy là cái gì? Bỏ bằng 3 mũ 0, rõ ràng là không thuộc người số nguyên, đúng không? Phải viết đúng như cái biểu thức của nó mới được. Suy ra một thuộc vào x chứng tỏ x khác rỗng, hoặc cách diễn đạt ngược lại, ta sẽ chứng minh x khác rỗng và nó giải thích được sau. Nó đảo tôi và chứng minh ý khác rồi, hoặc là nói luôn là một thuộc vào vì sao đấy. Câu và câu đồng nghĩa, câu đồng nghĩa đấy là gì? Như vậy ý thứ nhất sẽ như sau. Ý thứ hai là chúng ta cần phải chứng minh cái phép toán này nó có tính chất kết hợp, phép nhân này nó có tính chất kết hợp, thì mình ghi thẳng luôn phép nhân có tính chất kết hợp. Các bạn, đấy là ý thứ nhất đấy. Xong. Ý thứ hai là mình đi chứng minh cái phép nhân nó có tính chất kết hợp. Ghi luôn ở đầu bài ấy, phép nhân có tính chất kết hợp. Các bạn, với mọi x, y, z của x. Thuộc x thì theo định nghĩa nó là phải tồn tại một cái số nguyên, nhưng mà bây giờ cái đầu tiên thì là n rồi, cái sau là sao là n, n m v gì đó cứu gì chữ, hoặc là n một n hai n ba, nhưng mà n một n hai n ba thì nó dài tồn tại số nguyên, ba số nguyên đã nguyên lần trước thì không cần phải ghi là thuộc z lần sau nữa. Đã ghi chữ nguyên lần trước rồi thì không cần phải ghi thuộc z lần sau nữa. Mệt quá. N, M, P. Đã ghi chữ nguyên này rồi thì không cần phải ghi cái này nữa. Cái này là không cần thiết. Nếu xóa chữ đằng trước thì ghi cái đằng sau. Tại học theo kiểu nhấn mạnh cho nó chắc. Tồn tại ba số nguyên mà M, P sao cho. Sao cho là sao cho thế nào? Sao cho là x thì bằng 3 mũ n, y bằng 3 mũ m, và p là z thì bằng 3 mũ p. Khi đó là có một con chó
khi đó thì là x nhân với y sau đó nhân với z thì chúng ta sẽ bằng 3 mũ m n nhân với 3 mũ m nhân với 3 mũ p. Nhưng mà mình học từ hồi cấp 2 và lớp 12 mình học lại 3 mũ m nhân 3 mũ n bằng 3 mũ n cộng mũ m, sau đó lại nhân 3 mũ p thì như vậy là bằng, chúng ta tự viết tiếp nốt. Xong tương tự như vậy, tích nhân với tích của y sẽ thì nó bằng nhau, bởi vì là cái trên cái tập số hợp cái em cộng trên tập số hợp nó có chép thế hợp. Cái này bằng bằng tiếp 3 mũ n cộng với m sau đó cộng với p, và tất nhiên là nó cũng bằng 3 mũ n cộng với m cộng với p em cộng trên tập hợp các số hợp có cái chất tiếp hợp. Cái là viết trên mũ ấy, mà nó là số nguyên thì nó cũng là số thực. Đó, tương tự như vậy thì các em sẽ lấy x nhân với y nhân với z y hệt như trên thì nó cũng bằng đúng cái cuối cùng là 3 mũ n cộng với m sau đó cộng với p. Đấy, như vậy là hai thằng này bằng nhau, hai thằng này bằng nhau thì chứng tỏ là nó có tính chất tiêu hợp, đúng chưa? Chúng ta thêm lời vào. Đấy, thế thôi, có gì đâu. Cái thứ hai đã xử lý xong. Tiếp theo là có phần tử trung lập là con số 1. Phần tử trung lập làm thế nào mò được? Làm thế nào mò được con đấy thì cứ giả sử sự kiện nó xảy ra rồi. Mà đúng là nó xảy ra rồi. Tức là mình cứ đưa ở chữ E được. E nhân với x thì phải bằng x nhân với e phải bằng x, từ đó mình toán ra nó bằng cái gì. Thế nhưng mà cái trình bày bài kiểm tra thì thông thường người ta không ghi như thế, tự thả luôn vào, cho nên là các bạn học kỹ cũng rất sợ. Thì phải biết là x nhân với e nhân với x phải bằng x, tức là 3 mũ n nhân với e phải bằng e nhân với 3 mũ n bằng 3 mũ n. Từ đây tôi đoán ngay là con e phải bằng gì, bằng một. Có thế thôi. Sau khi đoán ra rồi thì trình bày thẳng lúc vào, chứ không trình bày đi kia nữa. Giữa việc chúng ta nét vào ngoài phải đoán ra nó như này, trình bày vào đây nó khác. Đấy, phần tử trung lập là một cái con một này. Ôi, phải nói đây. À đúng không, con một mình nói ở trên rồi, chắc chắn nó là một không. Đây này, một là bằng ba mũ không, với mọi n thuộc vào, đúng là đang phải trình bày với mọi x thuộc vào cái tập hợp x đã cho thì đều tồn tại số n chấm sao cho x bằng ba mũ n cho từ đó chúng ta suy ra này. Trình bày tiếp tập thể đối xứng, tập thể đối xứng làm nào thì tập thể đối xứng cũng lại mò ra ngoài chúng ta hết nào là x nhân với y bằng một, thì bây giờ x thì bằng ba mũ n thì hỏi y bằng cái gì, y sẽ bằng một trên ba mũ n, tức là ba mũ trừ n học hồi lớp 12 đúng không? Nếu cứ biết người ta rồi như thế thì chỉ bày thẳng luôn đấy, có phần tập thể đối xứng, tập thể đối xứng không phải đối, tập thể đối xứng đối này là dấu trừ, tập thể đối xứng dùng cái từ chung chung đúng ra là nghịch đảo, nhưng mà chúng ta dùng từ tập thể đối xứng cho nó chung chung. Rồi tiện đến tầng này luôn là phép nhân có thứ nhất giao hòa là cộng tất cả cái trên, thì như vậy là x với lại phép nhân ở trên là một nhóm giao hòa, và bài toán là trình bày xong cái rất là dễ làm. Khi trình bày bài kiểm tra chúng ta phải biết trình bày có đầu có đuôi không, không phải có cộng đóng lớp à. Một số cấu trúc tại số này cái trình bày nó chỉ sau môn logic suy luận. Rất căng thẳng. Đồng chí Phạm Bảo Nguyên là nào biết mã giáo viên phải thật là CT bảo một bài. Có ai ký? Không phải tin mà.
Đoạn này có ai có kim? Bài kiểm tra của em ghi là mã sinh viên em nhé. Của em là 402084, còn đây em ghi 42048, cho nên thầy để kiểm tra lại. Xác minh lại. Thầy cũng có tính nhưng mà bạn cứ xem rõ ràng. Đây bạn ghi là 48 đúng không? Bạn ghi là 84 đúng không? Này, cho mình kiểm tra lại. Kiểu nào con đứa nó bảo là bạn này bạn có đi đâu, có đi học đâu. Xong bạn có điểm. Bài nào thì được 7 điểm rưỡi. Xong cái này cẩn thận. Chỉ nói đúng mực. Ghi làm bạn sinh viên thôi chứ. Sau này mình làm, ví dụ mình như cái này nó không còn chưa ảnh hưởng lắm, nhưng mà một chút nữa. Rồi khai ra nước ngoài. Ví dụ như ở tiếng Anh thì thầy không rõ, nhưng mà ví dụ như tiếng Nga của thầy nó lại cái tên lệnh gọi đạo lộn ngay. Ví dụ nhân nhân ngọc tần thì đúng ra theo trình tự của nó, của tiếng Nga phải là nhân tần ngọc. Đấy, thì nếu như mình ghi như là họ tên lệnh nhân trong thì tiếng Nga nó phải là nhân tần ngọc. Không chưa, khoai chưa. Thế cho nên là ghi phải ghi vào, đặc biệt là về sau này bạn nào mà đi Nga là phải cẩn thận. Thế hay là đơn vị của một bạn tên Phạm Phụ thì lại còn ghi ở nữa, tức là họ sẽ chắc hẳn. Và bao giờ nó phải có ba ngày. Họ tên đẹp và tên riêng bạn Phạm Phụ là sau này nếu đi các nước Nga hoặc Ukraine chắc chắn hộ chiếu sẽ có vấn đề. Nó sẽ bắt, nó bảo là sao là không có vấn đề. Thôi mình không đi Nga nữa đúng không? Đi hẳn Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Giờ xem nào. Đấy, bài toán chứng minh nó phải trình bày đầy đủ ý nào ra ý đó. Tất nhiên mình có thể không ghi là một nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ mà ghi là ghi dấu cộng. Đầu dòng. Tuyệt đối không ghi dấu trừ đầu dòng. Bởi vì có là ghi dấu trừ đầu dòng nó sẽ thành dấu âm. Và chúng ta sẽ biết. Một mà ghi ngay đầu dòng là trừ một thôi. Ghi toán xin toán là nghiêm cấm ghi kẻ cầu dòng. Thế rõ chưa? Đấy, chứng minh bài toán chứng minh nó như thế. Những cái câu còn lại được trình bày tương tự. Tiếp tục câu 151. Cho x và các em phép toán sao là một nhóm và a là một tập con của x. Khi nào tập a được gọi là ổn định hay là không ổn định đối với phép toán sao? Lấy ví dụ A ổn định và lấy một ví dụ không ổn định. Cái này phải rõ lý thuyết ra xem. Cái này thì nó gọi là từ ổn định. Trong môn số cấu trúc đại số nó gọi là ổn định. Nhưng mà trong môn đại số thuộc tính thì nó gọi là đóng kín thôi. Đóng kín. Đấy. Là cái từ nó dùng khác nhau ra là mình cũng đọc một chút tưởng như là mới. Đóng kín với dấu cộng là gì? Tức là A nhỏ A và B thuộc vào A thì tổng của chúng cũng thuộc. Thế là đóng kín. Thế thôi có gì đâu. Trong môn đại số tiền định gọi là đóng kín đối với dấu cộng. Còn trong môn này nó gọi là ổn định. Ổn định. Cái này ở trong lý thuyết có rồi. Và là chúng ta ôn lại cho chính xác. Có một cái thủ thuật là làm thế nào để có cái chuyện là nó ổn định thì thông thường là chúng ta biết chắc chắn là nó là con, chúng ta lấy ví dụ nó là nhóm con này cả, chắc chắn nó sẽ ổn định đối với nó. Thế còn lúc nào nó không là nhóm con thì khả năng nó sẽ không ổn định. Thế cái chuyện đấy nó rất là dễ, lấy ví dụ nó rất là dễ. Cho T là phép toán A ngôi trên tập hợp X và A là tập con khác rộng của X. Nếu như T, A, T, B thuộc A với mọi A, B thuộc vào A thì tập hợp A được gọi là tập ổn định đối với phép toán T.
trong môn số cấu trúc à, trong môn đại số cái tính thì chúng ta gọi là vừa gọi thêm thì gọi quên đọc ý tôi phép toán t đúng rồi. Khi đó hạn chế của t trên a được gọi là phép toán cảm sinh trên a của t trên a và cũng ký hiệu là t. Một bộ phận ổn định a của x nhóm x được gọi là một nhóm con nếu như a cùng với phép toán cảm sinh là một nhóm. Định nghĩa là như vậy. Sau khi học xong định nghĩa, mình muốn chứng minh một cái bộ phận ổn định của một nhóm x là một nhóm con thì chúng ta phải chứng minh nó là một nhóm, tức là nó phải tất cả các điều kiện. Vậy nếu như là đúng như vậy thì quả là quá vất vả. Vậy thì mình phải nghĩ ra một cái chiêu nào đó để chúng ta xử lý cái đoạn này, đó chính là cái điều kiện định lý về ba điều kiện tương đương. Nhưng mà trước khi gọi ba điều kiện tương đương này, nó có cái nhận xét là nếu a là một nhóm con của x thì tồn tại a thuộc a nhóm con chắc chắn phải khác giống, mà nó khác giống thì nó sẽ có ít nhất một phần tử, chẳng hạn như phần tử đó là a nhỏ thì cái phần tử nguyên đạo con cũng có không, trong này ta ví dụ cái nguyên tắc nhân nguyên đạo con cũng thuộc cái a thuộc mà a trừ một cũng thuộc thì nhân với nhau nó cũng phải thuộc, tức là e thuộc. Như vậy là cái đơn vị cho x thì cũng sẽ phải thuộc vào a, a nhân a cũng chỉ một bằng e mà nó cũng có khoảng đấy, là chúng ta phải lưu ý. Như vậy là cái phần tử đơn vị của cái nhóm to ấy, nhóm bố ấy, nó cũng có thuộc nhóm con. Nhưng mà điều đó suy ra là nếu như một cái tập hợp đấy mà không có phần tử đơn vị ở trong đó thì đừng mơ chuyện nó là nhóm con. Ví dụ như là cái nhóm bố của nó có phần tử đơn vị là một chẳng hạn, mà cái tập hợp a mà không hề chứa một thì gọi nó là nhóm con không. Nếu như cái nhóm gốc ban đầu ấy, nó có chứa phần tử là một mà cái tập con nó không chiếu một thì chắc chắn nó sẽ không là nhóm con, đúng chưa? Nó cũng giống như là không gian con, không gian vector con này trong môn đại số tuyến lý tính đã chứng minh nếu như nó không chiếu vector không chắc chắn nó không là không gian con, có là không vui chính đó là học trước quên sau chứ cái thầy công ban giả thấy tập hết rồi. Từ đấy chúng ta rút ra một cái chú ý là như này, nếu tập hợp đó mà không chứa phần tử trung hòa đối với phép nhân thì gọi là phần tử đơn vị, đối với phép cộng thì gọi là phần tử không, thì nó chắc chắn sẽ không là nhóm con, chắc chắn sẽ không là nhóm con. Bởi vì theo cái nhận xét ở trên ấy, là nếu là nhóm con thì phải chứa phần tử trung lập, có chỗ lại gọi là trung hòa, phần tử trung lập có sắc thì dịch là trung hòa, có chỗ thì dịch là trung lập. Nếu là nhóm con thì phải chứa phần tử trung lập, nếu không chứa phần tử trung lập chắc chắn là nhóm con, được chưa? Đấy là những cái nhận xét của cơ thể. Và trong giờ học lý thuyết chúng ta đã có một cái định lý về ba điều kiện tương đương, nó cũng gần giống như là trong môn đại số tuyến tính, điều kiện cần để một cái tập hợp với các bạn sẽ là một không gian con của một không gian trong trường là nó gần giống như thế. Cười cho là quên hết rồi, cười cho kiểu quên ngưỡng, cười ngưỡng. Cái một a là nhóm con của x, cái thứ hai là a mũ trừ một thuộc vào và a nhân với b thuộc vào a, tức là nó đóng kín đức nhân để trả nó phải thuộc. Và cái thứ ba là nó gộp lại và người ta đã chứng minh thì ba bài đề này tương đương. Vậy thì nếu như nó là nhóm con thì nó sẽ thỏa mãn hai và ba, và nếu như nó thỏa mãn hai hoặc là ba thì nó sẽ là nhóm con. Nhưng các bạn cần phải học là trong sách giáo khoa giờ là lý thuyết giáo viên chỉ dạy chúng ta đối với ứng trường hợp phép nhân thôi, bây giờ chúng ta phải tương tự đối với cộng, chúng ta làm bài kiểm tra làm bài thi là thứ, bởi vì có thể trong bài đấy nó không phải là phép cộng à, không phải phép nhân thì mình phải biết phép cộng nó tương ứng, đó là cái sau này cô tôi trên ôi chưa đánh máy ở đây rồi chờ đi.
không đánh máy ở đấy thì đánh máy ở trong trong lý thuyết. Đây nhá, đây là định lý ở trong giờ lý thuyết này, nhưng mà chúng ta phải tương tự, chúng ta viết trong trường hợp nó cộng tất cả những cái ở nó nhân nó chuyển nó cộng tích là nó cộng với đơn vị là không a là con khác rồi thì nó có điều kiện sau này là tương đương a là nhóm con mỗi trên đơn a với a mũ chi một bây giờ là trừ a cũng của a cộng với của a rồi a trừ b đấy. Và trong những tài liệu trong giáo lý thuyết nó chỉ học đúng cái ví dụ nhân chốc là bài nó lại là theo nhân với là không hiểu thuộc chưa không thuộc bất cứ lần chơi chơi chú về bạn chụp một cái làm kỷ niệm nào với tôi nào chụp vào Facebook quảng cáo học thầy phần nào làm gì mà cô hết sức kia thế một hai ba chụp hay được thì thầy chụp lại được hả một không chụp nữa thế rồi một cuộc đó là chưa chụp thiệt quên sau này 10 năm sau họ 10 năm sau họ quay về thành lập trường thấy cái ảnh nó đâu mặt kính cục suốt cái ảnh đó như vậy là xong chưa thôi xong chưa rồi bây giờ quay sang làm bài tập nhá quay sang làm bài tập này có đến độ nhóm con bài 154 này đấy tức là sau khi ta học cái thuyết ở trên bây giờ các em nhìn đây bài 154 ý A có phải phép tập không đúng chưa nào cái nếu như mình chỉ có học một cách là theo mình chỉ học thành đạt tư dạy đối với cộng các nhân như là các cộng là thứ đấy. Câu 3 câu 3 nó có là nó ngoan nó có khác rỗng không muốn biết là khác rỗng không chúng ta đã cho nó phần từ không đối với nhân thì mình lấy cái phần từ một và các cộng mình lấy phần từ không xem có đúng chưa khác rỗng trước nhé đừng quên thì chúng ta thấy là nó khác rỗng bởi vì chúng ta là lấy 5 nhân với không không là không thì bằng 5 nhân không như vậy là nó thuộc như vậy nó khác rỗng con a này nó có thuộc có hay không con a có hay không là nó chỉ là có gì có hay không là nó Nguyễn Thị Diệu Anh có là hiện danh là có mặt thế còn bài này nó có hay không nó có là nhóm không nó có không đâu rồi Diệu Anh nhỉ đâu câu thứ nhất a câu a có là nhóm con hay không tôi trả lời vừa đi bảo không thì đi chứ quá không tại sao thế thì
đờ đủ âm một. Vừa nói xong, họ không phải không để ý gì cả. Tất cả những kịch bản mà bị bẫy sẽ xảy ra thì thầy đã vừa nói trước rồi. Thầy giáo đã bảo là trong giờ lý thuyết chỉ được học đủ biết các nhân. Nhưng bài kiểm tra là bài tập nó lại sinh tập bằng. Nó lại đang chỉ một chữ. Để bài cho nó đi. Cộng làm gì có nào mũ chỉ một. Có bạn em chỉ một quá. Trong cái này nó phải là trừ của cái này. Vừa mới biết sao nó chụp lên chụp xuống chụp. Chụp nó chỉ là một bức hình vô chi vô thắc. Nhập tâm vào. Trong bài này thì nó không như câu A nó không là nhóm con chính xác rồi. Bởi vì ta thấy là trong tập học cái số sự nguyên đấy là nó không đảm bảo. Bây giờ lấy con A bằng 5 và con B bằng 10 thì lập tức chúng ta sẽ thấy được là 5 trừ 10 là không còn. Vậy là vi phạm điều kiện A trừ B của vào với họ. Vẫn chưa hiểu đúng không? Quay trở lại một logic suy luận. Chưa được, chỗ này phải dừng lại. Thế là chưa được. Từ từ dừng lại tí để chúng ta xử lý cái đoạn này. Thế là các em học thế chưa được đâu. Thầy nói rồi, thầy đã yêu cầu là môn logic suy luận toán học phải dạy cho tôi một tiếng Việt. Dạy bằng tiếng Anh bây giờ những cái này không biết gì cả. Hình như cũng dạy tiếng Việt rồi đúng không? Thầy là người đã từng dạy các em nhiều môn, dạy sinh viên nhiều môn, đã biết cái gì cần. Đây này nhá, bây giờ chúng ta bình tĩnh này, nhìn lại này, đối phép cộng trước, phép nhân trước nhá, phép toán nhân. Tất nhiên còn nó có một cái câu ở đằng trên nên nó phải là tập khác rộng. Chết xa. Hoặc là nó thỏa mãn điều kiện 1 hoặc điều kiện 2 hoặc là 3 thì nó sẽ dẫn tới được nó là một nhóm. Bây giờ chúng ta nhìn đây này. Đây, vi phạm cái điều kiện này có nghĩa là thế nào? Chữ này là chữ và nhá. Đúng không? Đây là với mọi đúng không? Bây giờ phải phủ định của nó sẽ là gì ạ? Tồn tại A B thuộc vào A sao cho. Đây, dùng cái này trước. A nhân với B không thuộc A, đấy là vi phạm điều kiện đằng sau. Được chưa nào? Từ từ. Đúng chưa? Vì chữ này là chữ gì đây? Chữ và, cho nên là hoặc. Thực ra nó chỉ bày nó hơi gộp ấy. Tồn tại một A thôi, không có B. Sao cho A mũ trừ 1 không thuộc A. Đúng chưa? Đấy là đối phép nhân. Còn bây giờ đối phép cộng thì phải biết cho thầy xem nào. Tồn tại cái con đầu tiên nhé, thì đối phép nhân nó sẽ là gì ạ? Tồn tại AB thuộc A sao cho A cộng B không thuộc A, hoặc tồn tại A thuộc A sao cho trừ A không thuộc A. Đúng chưa đã? Đúng rồi. Bây giờ dừng lại cái câu này. Dừng lại cái câu bạn vừa nói là 5N đúng không? Mình sẽ chứng minh là vi phạm cái điều kiện ở dưới này. Tồn tại cái con A đấy là 5 đấy. Mà trừ A nó thuộc không? Trừ A có thuộc không hiểu? Không có. Thế là xong. Hiểu chưa? Đấy, học môn logic rất quan trọng nhé. Phải tìm mệnh đề, đặc biệt là phủ định của mệnh đề. Thỏa mãn thì như thế này. Không thỏa mãn tức là phủ định của nó. Như vậy là trong cái ví dụ này chúng ta chỉ cần chỉ ra nó có hai cách. Cách thứ nhất là các em như thầy giáo vừa nói vậy, là tồn tại cái phần tử A là bằng 5 bằng 5 nhân với lại 1 thì rõ ràng là thuộc cái tập hợp A, nhưng mà trừ của A trừ của 5 thì là trừ 5, nó không thuộc đâu, không thuộc đúng không? Như vậy là nó không là nhóm con. Đấy là thầy trò chúng ta đang nói về chuyện vi phạm cái điều kiện số 2.
điểm số 2. Được chưa? Cái bài này, cái bài mà mình vừa đưa ra cộng thì nó không được, cộng một cái lúc nào nó không được. Nó bị cộng một trong hai cái chứ không phải là nó phải bị cộng cả hai cái. Thế được chưa nào? Rồi, còn nếu như lấy ở cái dưới. Lấy ở cái dưới nha. Đây là đối với phép nhân ấy, thì ta viết thế, còn đối với phép trừ cộng thì ta phải viết là A trừ B. Được chưa? Rồi bây giờ vi phạm điều kiện thì là thế nào? Tồn tại AB thuộc A sao cho A nhân với B mũ trừ 1 không thuộc A. Còn nếu đối với phép cộng thì sẽ viết thì thế nào? A trừ đi B không thuộc A. Bài này chúng ta lấy cái đơn giản là 5 và 10 đấy. Thì rõ ràng là 5 trừ đi 10 có thuộc đâu? 5 trừ 10 bằng 5. 5 là sao thuộc cái tập hợp A đâu? A nó viết là 5 nhân với N ở đâu N thuộc tập hợp sự biết. Đấy chưa? Đúng chưa nào? Như vậy tập cái bài thứ nhất câu A có hai cách diễn đạt. Đấy, tức là mình không học thường cái kiểu cái lý thuyết này làm sao mình làm được bài. Cảm thẳng quá rồi, bộ lý thuyết này nó lươn chết giờ. Như vậy đây đây con từ từ đấy, đấy cô tự trình bày đúng không, ăn cơm không, tự nhiên phá không, có không tiếp làm bài không, không em không làm được. Như vậy là cái con rồi không sao, thầy giáo sẽ trình bày mẫu cho cái câu thứ nhất, nhưng mà vừa lấy lý thuyết là chúng ta đã hiểu rồi đúng không. Bây giờ trình bày vào đây này, chụp một cái góc trên rồi nó khác rỗng rồi, chúng ta đừng có trông chờ về cái chuyện là nó bằng rỗng, ít khi lắm. Đấy nha, chụp riêng con này ra, trình bày theo hai cách, một là vi phạm điều kiện 3, điều kiện 2 hoặc là vi phạm điều kiện 3. Đây đây, cái này nó không là nhóm con vì sao. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ lấy vi phạm điều kiện 2, tức là trừ không thuộc đúng không, tồn tại phần tử A bằng 5, 5 nhân 1 nhé, viết hẳn đây nhá, thế này cho nó rõ này đúng không. Thì rõ ràng là con này thuộc vào A chưa? 5 bằng 5 nhân 1 thuộc A chưa? À, cái này mà không hiểu tại sao nữa, thầy đến chịu. Tồn tại, quên, viết cẩn thận. Tồn tại. A này thuộc A, nhưng trừ A thì lại bằng 5 trừ 5. 5 nhân trừ 1 có thuộc vào A không? Không thuộc vào A, suy ra A không là nhóm con của X. Đã xong, được chưa? Đấy là sử dụng cái thứ hai đấy. Xong, thế được chưa? Rồi, cái nội dung này sẽ nằm ở trong bài kiểm tra số 3. Nói chung là đời thật dang dở nếu như không làm nhiều bài. Bây giờ là cái cách thứ nhất là rõ ràng chưa? Rất rõ ràng. Cách thứ hai là tất nhiên mình có thể lấy A bằng không nhé, A không B bằng 5 được. Nó có nhiều mà chứ không phải tồn tại. Cách thứ hai là tồn tại A là bằng không cũng được hay không được, không nhá, bằng 5 nhân không nhá, viết này để cho nó rõ là nó thuộc nhé, thuộc N, và B bằng 5, 5 nhân với 1 thuộc vào A, nhưng mà cái tương tương ấy, A trừ đi B, ok, sao lại có cái mạch như nhỉ, nhưng mà A trừ đi B thì lại bằng 0 trừ đi 5 giống như trên đấy, bằng âm 5, không thuộc vào A, thấy không, kết luận giống như trên nhé, suy ra A không là nhóm con của X. Đấy, cách ở trên là chúng ta chỉ ra nó vi phạm điều kiện 2, cách dưới là sự nó vi phạm điều kiện 3, tùy cơ ứng biến. Thì bây giờ mới chứng minh theo định nghĩa chết. Nó vi phạm một trong các điều kiện về nhóm là bên sáp 2. Biết điều kiện nào mà mò. Thế được chưa nào?
tức là sau này đi thi chúng ta phải hết sức để ý. Nhiều khi người ta sẽ lấy đúng như cái trong sách giáo khoa mình thay một cái này. Vừa đấy là n là thuộc tập hợp các số tự nhiên thì nó không là nhóm con, nhưng bây giờ thầy chỉ sửa là n là thuộc vào z nó lại là nhóm con, thế nó đều chứ gì. Thế cho nên là chỉ trong một tích tắc chuyển từ có thành không nhanh như chơi. Nếu cho n là thuộc vào z thì nó lại là tập hợp các số, nó lại là một nhóm con đàng hoàng chứng minh đầy đủ, trừ nó vẫn thuộc, đúng không? Và đó chính là nội dung của câu B. Câu B thay số đi một tí thôi, đó chính là câu B. Căng thẳng quá. Câu B thì quá trình bây giờ chứng minh là một nhóm con thì chúng ta có thể chứng minh theo dấu hiệu là cái mệnh đề 2 hoặc là mệnh đề 3. Tất nhiên thầy cũng sẽ làm mẫu cho chứng minh làm nhóm con nhé. Đầu tiên là mình phải chỉ ra nó khác rỗng, thứ hai là nó thỏa mãn điều kiện 2 hoặc điều kiện 3. Thì bây giờ một cách là thầy nó sẽ chứng minh theo thỏa mãn điều kiện 2 và một cách khác nó sẽ chứng minh là thỏa mãn điều kiện 3. Chú ý dùng từ cho nó cẩn thận, không là bị nhầm. Bây giờ đầu tiên là phải chứng minh nó khác rỗng đã. Chứng minh khác rỗng như sau: ta có 0 bằng 7 nhân 0 rõ ràng là thuộc A, đúng chưa? Này mà không hiểu tại sao cái này ghi là chữ hiển nhiên cho nó phát điên. Bây giờ càng giải thích càng khó hiểu, bởi vì nó là 7 nhân với 0 nhau đúng định nghĩa, 0 là một số nguyên hiển nhiên. Rồi thế là nó khác rỗng nhá. A khác rộng, được chưa? Đấy, được chưa? Rồi bây giờ vào cách 1. Cách 1 là dùng cái mệnh đề dấu hiệu 2 ấy, cái con thứ 2 ấy, là với mọi A thuộc vào A thì đều tồn tại, ghi nó đầy đủ câu, với mọi đều tồn tại N thuộc Z sao cho A bằng 5N. Suy ra trừ A sẽ bằng trừ 5N và bằng 5 nhân với trừ N. Bây giờ N là số nguyên thì hỏi trừ N có là số nguyên không? Quá. Thế 5 nhân trừ N thì làm sao? Phải. Ôi tôi chết. Đi thi bị điểm 5 nó ám ảnh quá. Lúc nào nghĩ 5 ám ảnh quá. Không cả. Tuổi thơ dữ dội. Như vậy là chúng ta viết ra cái này được chưa? Đôi khi sướng quá viết nhầm ấy. Nào đi thi đúng cái bài thầy thần chữa rồi mà cuối cùng viết vẫn nhầm. Thế là mới đáng. Ai đã bị như thế bao giờ chưa? Tức là đi thi đúng cái câu của giáo viên vừa trước trước sau. Làm vẫn sai. Chưa bị đúng không? Có rồi đúng không? Đó. Thế nào mà chả có. Thi vào 10 câu trước giáo viên vừa dạy xong về bài Lan của Kim Lân, hôm sau đi thi đúng câu đấy luôn, vẫn được điểm thấp. 4-7 nhân đến trừ là 7 nhân đến một số nguyên thì chả vẫn là thuộc vào, thuộc vào A còn gì nữa. Như vậy điều kiện thứ nhất thỏa mãn đúng chưa? Điều kiện thứ nhất thỏa mãn chưa? Rồi tiếp tục. Với mọi A, B thuộc vào A đều tồn tại số nguyên, đã ghi là số nguyên thì thôi không ghi thuộc Z nữa. Hai số nguyên N, M sao cho N, M sao cho N, đà A thì bằng 7 N, B thì bằng 7 M. Nếu mà đã dùng cái trừ ở trên thì ở dưới phải hai thằng nó cộng với nhau nhé. Khi đó là có một con chó là A cộng với B sẽ bằng 7N cộng với 7M. Anh nhớ lại lúc mình bé, 7N với 7M mình làm gì?
À, đúng rồi, hồi bé làm nào bây giờ làm đúng như thế. 7 nhân với n cộng với m. Ok, n là một số nguyên mà n m cũng là số nguyên thì tổng của chúng cũng là số nguyên. N thuộc vào Z, M cũng thuộc vào Z, nên N cộng M thuộc vào Z. Do đó, 7 nhân với N cộng với M bắt buộc phải thuộc vào A. Như vậy hai điều kiện thỏa mãn là gì đó, đúng chưa nào? Tổng thuộc và phần tử đối cũng thuộc, thế là xong. Hai cái điều kiện này chứng tỏ rằng A là một nhóm con của X. Sau này là kết luận A là một nhóm con của X. Cứ xong cách một. Cách thứ hai thì mình cũng lại. Cách thứ hai thì mình ngắn như cách một. Chúng ta ghi cho một cái câu kết luận vậy, A là một nhóm con của X. Và cách thứ hai ấy, số may ấy, đúng lúc đi lấy đồ này, trong đợi kiểm tra, chứ đang kiểm tra là đừng có mơ mà đi. Đi ra ngoài là phải nộp bài ngay và không điểm. Cách thứ hai là trình bày giống như đoạn cuối, tức là với mọi AB thuộc vào A đều tồn tại số nguyên là M, sao cho A bằng 7N, B bằng 7M, tức là đoạn đầu vẫn giống như ở trên. Khi đó thì A trừ đi B sẽ bằng 7N trừ đi 7M. 7 đặt ra ngoài, N trừ M. Vì N và M đều thuộc vào Z, cho nên N trừ M cũng thuộc vào Z. Do đó 7 nhân với N trừ M là phải thuộc vào Z, đâu mà Z. Tất nhiên thuộc vào Z đúng rồi, nhưng mà không hoàn thành nhiệm vụ. Thuộc vào A. A trừ B bằng 7 lần của N trừ M. Đúng rồi. Phải thuộc vào A. Đấy. Vậy. Đấy là cái dấu hiệu ba cái gì đó, đúng chưa nào? Cái thứ ba đấy. Vậy A là một nhóm con của X, tức là chính là Z. Và đó là giải quyết xong. Hay quá. Chụp ảnh đi, chụp nhé, chụp ảnh gửi thầy cho là người yêu cũ của bố. Bây giờ mình làm bài kiểm tra số 2. Đúng khi lời hứa là tuần 6 làm bài kiểm tra số 2. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.